ru mình cái nhau ru đúng nhỉ? Rồi thế thì bây giờ đây ta chưa làm hộ nên ta nhìn đây để tôi hướng dẫn, ta nó có một vài chức năng như này để ta biết và sau này thì chúng ta nên dùng cái chức năng nào thì tôi sẽ nói ra sau. Ta nhìn đây nó có mấy cách, vào đây nó bắt ra là định nghĩa definition rule, tức là định nghĩa hay là xác định cái biên dạng của cái rãnh như thế, đúng không? Cái rãnh này không phải là cứ phải là rãnh vuông mà thậm chí là không nhất thiết là lên vuông cạnh bất kỳ như này xong rồi lên đây đến thế này như thế này, này một cái rãnh như này cả cái vùng này một cái rãnh như này tôi cần sao cũng được, rãnh nào cũng được không nhất thiết là lên vuông nhá. Thế nhưng mà giả sử rãnh có R ở dưới này thì rõ ràng là con dao nó cách được vào đây thì chỗ này sau này lại phải dùng một con dao lại có R như này để dẫn xuống lùi lên thì bây giờ ok đấy. Thế thì để định nghĩa cái biên dạng của rãnh thì đây nó có mấy cách. Cách thứ nhất, một điểm là một điểm trên và phía bên phải để xác định cái biên dạng rãnh. Cái một điểm này có xác định được ra cụ thể cái biên dạng của rãnh nó như nào không? Không, không đúng không? Ừ, thế thì nếu như tôi chọn một điểm này ở đây ta không cần làm nữa, ta cứ nhìn lên tôi làm thôi, sau rồi vào cái chỗ nào thì cần tôi cho. Nếu tôi chọn một điểm này ok thì giả sử đây tôi chọn một điểm đây để xác định biên dạng rãnh này, sau đó enter này. À nếu sau đấy ta vào đây ở trong phần tiện rãnh bên then là hai cái lệnh mà nó phức tạp nhất. Thế nếu ta vào blue này nhé, set blue parameter tức là vào đây để khai báo biên dạng của rãnh. À nếu ta mới chỉ chọn được có một cái điểm này thôi này, đúng không? Thì bây giờ ta cần phải khai báo rất nhiều thông số như này để nó xác định ra một biên rãnh, đúng không? Mà nếu như ta định nghĩa bằng cách này thì rãnh của ta chỉ được là cái dạng bình giãn như này thôi, chứ còn rãnh nếu bậc bậc phức tạp như này là chỉ không dùng cái chức năng này được, đúng không nào? Đấy, thế giả sử rãnh chúng ta mà là cái rãnh kiểu hình dáng như này là có thể dùng một điểm đấy thì nó chính là cái điểm này này, nó là điểm này. Thế thì bây giờ ta chuyển phần khai báo à cái đoạn r này bao nhiêu, thế rồi thì chiều cao của những cái này nó có chiều rộng của những cái này, đúng không? Đây nó có hết các thông số để chúng ta khai báo hoàn thiện một rãnh này. Vào đây cho khai báo một chữ khác nó định nghĩa ra một cái rãnh như thế, ở tí nó ta vào lập trình nó sẽ làm công cái rãnh như thế. Nhưng mà cách này rất phức tạp. Cách thứ hai nó vẫn blue này, hai điểm có xác định không? À nó bắt ra điểm thứ nhất nằm ở góc phải bên trên, điểm thứ hai nằm góc trái bên dưới. Ok, giả sử đây tôi xác định đấy là ở đây và đây điểm này. Đấy, như này đã xác định rãnh chưa? Ừ. Thế thì vào đây. À, thế nếu mà ta định nghĩa như thế nhé thì nó cho ta là à, ta đã xác nhận được là chiều rộng của rãnh là bằng 2/3 nó nhập đây rồi thì đúng không? Và chiều cao của rãnh nó nhập vào đây, nó xác định được 6 này rồi thì nó chỉ được hai cái đấy thôi. Thế còn này là rãnh ta muốn là mặt này re ra bằng bao nhiêu thì chúng ta phải khai báo góc ở đây thì rồi r bo đây ta khai báo đây nó có gì, đúng không? Thế nhưng mà chỉ là được những cái rãnh đơn giản thôi, đúng không? À, thế thì giả sử nó lại có thêm mấy chức năng nữa để xác định rãnh 3 3 line, tức là tôi chọn ba đường thẳng này để giới hạn một rãnh đấy. Ừ thì cũng được, nhưng tóm lại là rất nhiều những cái chức năng này nhưng mà chúng ta chỉ nên dùng cái đường chuyên này. Đấy, nếu ta dùng đường chuyên ấy, là chúng ta xác định biên dạng rãnh bằng cách là chọn các cái contour giới hạn cái rãnh, giả sử như đây biên dạng như này nhé, ta chỉ cần chọn contour đầu tiên của rãnh đây và contour cuối của rãnh đây, à thế thì tự động nó sẽ phát mặt định ra biên dạng rãnh như này mà không phải thay tí nó bảo như kia không phải khai báo gì thêm, thấy đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ tội gì mà bây giờ ta cứ chỉ cần chọn một điểm xong vào ta khai báo rất nhiều các kích thước kia là trên hàng tôi vẽ luôn cái rãnh ở đây, sau đó tôi chọn luôn cái trên này, sau đó thì vào mà nó có một rãnh ta cũng khai báo gì, thấy đúng không? Thế thì cách tốt nhất là ta dùng là dùng trên multiple trên như thế, đấy, ta dùng trên tốt nhất là dùng trên nhá, những chức năng này qua là không biết được. Đấy, để nó mất thời gian của mình đánh đơn giản nó đánh phức tạp, tôi cứ vẽ luôn vào đây đi, vẽ luôn vào đây thì đến chỗ tôi chọn trên mà tôi chọn luôn cái dạng đánh đấy là được thì thế thì giả sử đây tôi chọn trên nhá, ở tôi ok, à thế thì ở đây tôi chọn là biên dạng đầu của đánh đây, biên dạng cuối của đánh đây, à thế thì như này nó hình thành một cái đánh mà hoàn toàn xác định rồi, không còn cái gì phải khai báo nữa, hình dung nào? Giả sử đây tôi cần cái đánh nào tôi cứ vẽ sẵn rồi, tôi chọn như này nhá. Giảm khác thì ta muốn là chọn công tua chi tiết là ta tự thôi, ta cứ chọn luôn thế thì nó xác định luôn rồi còn gì phải lại qua một điểm tham chiếu xong nó vào kia ta lại khai báo rất nhiều các kích thước để xác định một cái, sau đó là ok rồi.
vào đây nhé, giả sử đây các cái trang đây thôi này, group xếp nó còn cái gì để khai báo đâu. Và đấy tôi cứ phải vào group xếp nó còn rất nhiều thông số ở đây này, đây còn gì không? Không còn gì cả. Rồi xong rồi đánh hoàn toàn xác định rồi, thế tôi gọi là cái group xếp, xếp là hình dáng mà group là hình dáng của dãy, các cái thông số hình dáng của dãy không cần phải khai báo gì thêm. Tuy nhiên mình đang kích vào tung bát parameter để tôi dẫn ta cái chỗ này trước. Vào tung bát parameter vào đây được chưa? Rồi, thế đây ta phải chọn cho tôi sao để sẵn đánh. Đây có rất nhiều dao sẽ đánh cho tự động nó nổ lên đây đi. Thế tùy theo những cái con dao nằm bên trên này này. Đấy, thế này là những con dao sẵn đánh kính đúng không? Con dao dưới này, đây con dao sẵn đánh nhưng mà đánh gì nhỉ? Đánh gì? Đánh trong lỗ. Ờ, thế còn những con dao dưới này, đây con dao sẵn đánh gì? Đánh mặt cầu. Đây con dao vẫn sánh mặt đầu bên trái thì vẫn sánh mặt đầu bên bên đó lại là bên này thì đương nhiên là bên này đúng không? Bên trái bên phải cũng rất có quy ước từ cái tham chiếu đứng chỗ nào ta nhìn. Thế tóm lại đây ta có thể chọn cho tôi bất kỳ một cái con dao nào đấy như này. Giả sử ta chọn cho tôi con dao T4141 này để tôi được hoặc đây T0808 này. Thế đây nó có này. OD để grew, right, narrow, tức là gì nhỉ? Các có dịch từ này không? T08 là tên nó ra này, R1 này, R0.1, 0.1 nó là cái này này. Góc của cái chỗ này thì đây là R0.1 này, nó chính là góc ở ngoài. À, nó chính là bán kính ở trong này. Đúng không? Thế còn W8 tức là width, và W4 tức là width chiều rộng bằng 4, đây nó chính là cái D này đấy. Thấy chưa nào? Nếu ta muốn là con dao của tôi, nhưng mà thực tế tôi muốn ra là chiều rộng là 4.1 à, và đây là khai báo 4.1 của tôi. Thế như là phải khai báo đúng con dao. Ở ngoài ta con dao 5 vào đây khai báo 5, 3 thì vào đây khai báo 3. Thế còn những thông số khác không quan trọng. Thế đúng không? Đấy, thế giả sử đây holder là phần cán dao, thì đặc biệt lưu ý ta cái C này là phải lớn hơn cái chiều sâu của rãnh. Nếu không lớn hơn thì ví là ta sấn thì phần cán này nó sẽ chạm vào ấy gì, vào bề mặt phôi gì. Ở đấy thế thì cái chỗ này tôi chỉ lưu ý chúng ta phần là cái miếng C này và cái chiều rộng D của con dao, đúng, D rất quan trọng. Thế thôi, còn những cái thông số khác giả sử như A này, E này, cái này ta khai báo to ra hay nhỏ nó chả có trọng gì đó, đúng nhỉ? Chỉ có trọng của con dao đấy là khi tôi có cái dạng tùy thuộc con dao ở bên ngoài ta có lớn hơn nhỏ hơn chứ thì tôi phải đấy, chứ còn lớn hơn thì làm sao ra được cái đấy, lớn hơn em ăn xuống cái nó là thành cái dãy nó rộng hơn rồi. Phải khai báo đúng cho con dao thực tế là gắn lên máy xe này này đấy, thế còn cái chỗ này là phải lưu ý là xe này là phải lớn hơn cái chiều sâu của cái dãy. Đấy, khi sấn nó cũng chạm vào phôi, đúng không? Ok, thế là được. Giả sử lên tôi đoán này. Còn con mà lúc kia là narrow này là con dao sấn đánh nông. Còn là như điểm này là sấn đánh gì? Trung bình, đúng không? Thế còn là có sâu không? Còn đây là sấn đánh rộng, tức là mấy ghép của 6, thế là tương đối rộng, đúng không? Thực ra này nông hay sâu những cái này không quan trọng nhé. Con dao mà sấn đánh nông này nhá, mà tôi vào đây tôi khai báo thằng này nó lớn lên, thằng C nó lớn lên nó thành ra sấn đánh sâu không? Thì đúng không? Tức là nó mặc định nó ta những cái con dao như thế với thuốc số cụ thể như thế và nó đặt tên như thế. Ta vào nó khai báo nó tặng cái con số con dao thì nó lại là không ý nghĩa khác. Đấy, giả sử đây tôi chọn con này nhá, con 4 này. Thế nhưng cái chiều này của tôi là tôi vừa đấy tôi chưa đo ra xem, nhưng mà đây nó phải tầm bằng này, đây tôi đo tôi xem hết nó bằng bao nhiêu để tôi biết ý đồ để tôi chọn. Là chiều đây tôi đo ngang thôi 24 đúng không? Ừ, thế nếu mà tôi ngoan ra một đường kính bằng chiều rộng được bằng từ 24 trở lên là hỏng rồi, không làm được. Đấy, mà con dao tôi nhỏ thôi, chứ còn nếu mà như đấy tôi nói ra là con dao hình bằng 24 như này nó sấn vào cũng được, nó nặng lắm, cắt nó nặng nề, nó đối chắc nó không lắm. Máy kém chứ đúng rồi, để dùng người vỡ cả ra. Có
thì tiện địa thì còn giải quyết được. Rồi đây tôi chọn ra này này. Sao tôi sang Groove Shape Parameter rồi. À những cái thông số này nhé, là cũng hoàn toàn tương tự như chúng ta học phần lập trình kia. Tuy nhiên ta cần lưu ý tôi một cái số này để ta hình dung này. Ở đây nó có là Finite Spider, rồi có Finite Fitted. Thế ta hiểu đây là gì? Được người ta khi gì nhỉ? Khi cắt tinh cái gì? À thế ở đây nó có một cái lệnh là Groove Finite Parameter. Không giống như ở chỗ ta lập trình kiện ngoài đó, chức năng tiện thô riêng, chức năng tiện tinh riêng gì. Nhưng ở đây là tiện thô và tiện tinh rãnh là nó cập nhật vào một cái lệnh này. Thế do vậy là ở đây chúng ta khi chúng ta muốn là lập trình vừa tiện thô vừa tiện tinh, chúng ta khai báo cả được tiện giao và vòng quay chính tiện tinh, để mà đến lúc ta lập trình tiện tinh thì nó cập nhật cái giá trị lượng giao và vòng quay chính của tiện tinh, và lúc ta lập trình tiện thô thì nó cập nhật cái giá trị lượng giao và vòng quay chính của tiện thô. Thế như nào? Cái tiện tinh là như này, tiện thô như này. Giả sử tôi có một cái lãnh nhá, lãnh như này là đầu tiên cứ sấn không đủ lên, sấn không đủ lên, sấn không đủ lên, đấy có quá trình như thế là tiện thô. Cái tiện tinh thì giả sử tôi để lại như xung quanh này là một đi là à thế thì tiện tinh tôi có thể là chạy thẳng đây không, chạy sang đây, chạy đủ lên đây là xong nhá, rồi chỉnh cái đấy là tiện tinh. Thấy không nào? Thế thì đấy, chúng ta biết là chúng ta có thể khai báo tiện cả thô tiện tinh như này. Rồi chúng ta viết sang Groove Shape Parameter. Shape ở đây thì cái đầu tiên chúng ta cần lưu ý là Use Sub or Outer Body. Cái này ta nhớ nó nào, cái dòng chữ ở cái chỗ nào mà ta vừa học không nhỉ? Cái này là ta định nghĩa cái vùng lượng dư mà nó sẽ cắt kể từ phần biên đạo của chi tiết đến phần biên đạo của phôi đấy, đúng không? À thế thì ở đây nếu ta kích hoạt lên này, thì nếu ta kích sang đây này hay sang đây, ta thấy nó khác nhau nó nào ạ? Giả sử giả sử đây nhá, đây của tôi đến đây nhưng mà phôi của tôi đến đây nhá, ví dụ thế, đúng không? À thế nếu tôi chọn biên đạo đấy thì tôi chỉ chọn từ đây đến đây là hết rồi nhé. Thế thì nó cũng chưa biết là trên cái chỗ mà dư trên thì nó cắt đi đâu, nó cắt thẳng cái này ra hay là phóng thẳng đường này thẳng như thế này hay là thẳng vuông lên đây, đúng không nào? Thế thì ở cái chỗ này nó cho chúng ta định nghĩa như thế để tình huống như thế này thì mới dùng đấy. Còn tình huống như của chúng ta là ta đã cắt lượng dư là cắt hết đến đây rồi đấy. Thế thì cái thằng này có ý nghĩa gì đâu nhá? Cái chỉ nghĩa là định nghĩa xác định cái vùng lượng dư mà nó sẽ cắt khi mà công tơ của chi tiết và công tơ của nó chưa trùng nhau. Đấy, thì nó phóng thẳng ra theo đường xuyên hay là nào. Thế còn nếu mà của tôi là cái kinh doanh thì tôi nó đều là vuông thế này nhé, thì bao giờ nó là sơn thẳng lên rồi nó chả còn lên lựa chọn nào khác, đúng không? Nhưng mà là sử nó chéo này đường xuyên này thì biết một lựa chọn là sấn lên như này hoặc là như thế này để xác định là cái vùng lượng dư nó sẽ khác ở đến đâu. Đấy, nó chẳng khác gì kinh doanh mà trong cái phần ta học lập trình tiện thô rồi đấy. Ở đây nó cập nhật lên trên này không? Thế như của tôi mà đây tôi cắt hết lượng dư đến đây rồi, thế nó còn gì nữa đâu? Công tua của chi tiết này và công tua phôi nó bám vào nhau rồi, thì là định nghĩa xác định hoàn toàn rồi, không còn gì phải khai báo lại nữa, không còn gì phải định nghĩa thêm nữa. À, thì cái chỗ này của tôi thì ta để đây hay để đây đều như nhau cả. Nha. Thế còn ở cái chỗ này là cho phép ta là nguyên giao để giả sử ta sấn những cái rãnh mà nó lại không phải là vuông với lại đường tâm, giả sử tôi sấn những cái rãnh này là những cái phần rãnh này. Đây là một cái trục nào đó của tôi là thế này nè. Tôi lại có rãnh thế này. Rồi nào, đây tôi đây này. Thấy chưa? Nó không phải là rãnh vuông thế này nữa, mà nó lại là rãnh theo kiểu là gì? Thấy chưa? Ta cắt thích đây nhá. Nó thế này thì là cái nó sấn chết đi một góc trong đường tâm, nó không vuông cái này này. Thế thì nếu mà muốn sấn cái lãnh này ra phải cái đó là giả sử 4 năm rồi, à ta lại phải kích trong một cái ô nào đó nó tập làm đấy một con dao ý nó sẽ chạy nó xuyên cả 20 đúng không? Nhưng mà ta phải đá con dao nó xuyên đúng không?
tức là con dao nó phải có cái mũi như thế, ở con dao ra đá vuông này mà muốn sấn, con dao ra đá vuông này muốn muốn cái sấn đánh này chính quy đấy, gá nó xiên thế này đấy. Thế khi mà gá xiên lên rồi, sau đó vào đây ra cái đá này thì tí con dao nó chạy chết này chứ nó không chạy thẳng xuống nữa. Vâng. Đấy. Tuy nhiên đấy là dùng cho những cái đánh trên này, nhưng mà những cái đánh mà nó dính như kia thì ta cứ để góc 90 độ. Thế còn đây là sấn đánh ngoài, sấn đánh trong, sấn đánh mặt đầu, đúng không? Sấn đánh mặt đầu. Lăng là hướng sấn, giả sử như ta muốn là hướng sấn theo một cái hướng bất kỳ đó thì ta có thể thích lăng. Chúng ta chọn một cái đường line nào đấy, giả sử tôi ghép một cái đường line để nó chỉ định hướng dẫn hướng sấn, sấn chết một góc quan lộ đấy. Nếu tôi không muốn khai báo là cái góc chết này mà tôi vẽ luôn ở trên này hướng sấn là như thế này là đấy, tôi chẳng biết góc này có thể là 33 độ là nó vẽ một đường này, tôi chọn đường này thì nó sấn được không ạ? Tóm lại là ta hay dùng là đây sấn thẳng hướng đây hoặc là trong trường hợp ta sấn đánh trong rồi. Thế còn mấy cái tùy chọn này ta bỏ qua. Ở đây là Groove Router và Groove Finish Router. Thì bây giờ tạm thời tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chức năng là tìm kiện thô cho bạn kiện tinh ta bỏ qua thôi, bằng cách là kích bỏ cái chỗ mà Finish Groove, tức là bỏ qua là tìm kiện thô và kiện tinh ta bỏ qua cái này thôi, là bỏ vượt đi. Tí nữa tôi sẽ dạy các bạn cái chức năng là tìm kiện tinh là sao đi đấy. Rồi, bây giờ ta chỉ cần tập những thô thì ta kích vào đây đi. Thế tức là nhiều trường hợp ta chỉ cần là chỉ điện tinh rãnh thôi thì ta vẫn bảo với lại này, nhưng mà bỏ cái Groove Round đi và chỉ sang ta kích hoạt Groove Finish và chỉ lập trình ngay đây này. Đúng không? Đây qua như là hai chức năng điện thô và điện tinh rãnh nó cùng cập nhật vào cái lệnh này và nó cùng ở trong cái bảng này. Ta muốn dùng thằng nào thì ta dùng, chỉ kích hoạt thằng đấy lên. Nào, vào cái Groove Round này. Nào, bây giờ ta hình dung thôi. Thứ nhất là cắt direction, hướng cắt. Nếu mà nó để như này nhá, chúng ta có hình dung nó sẽ cắt thế nào nhỉ? Thấn một nét ở giữa, chúng ta nói là chạy sang bên trái, thấn một cái, chạy sang bên phải, thấn một cái. Đúng, tức là nó mở từ giữa, mở sang hai bên nhỉ? Đúng không? Tức là nếu ta kích vào đây nhá, positive, à thì nó mở từ bên trái, mở sang nhỉ? Ta kích vào đây, positive thì nó thấn từ bên phải, nó thấn sang nhỉ? Còn nếu ta kích vào trên thì tức là nó chạy theo biên dạng của chu của thấp thôi, à của dãy như thế. Thế nhưng mà trong tình huống này là dãy chúng ta chỉ còn lại một tí lượng dư thôi thì mới làm được, đúng không? Chứ còn nó dãy còn đặt nguyên cái này mà làm cái này là tối tăm ngay, không thể quyết được. Giả sử bây giờ ta cứ để cái chức năng của tôi là bidirection. Rồi tiếp là gì đây? Start clearance, khoảng cách từ bề mặt trên cùng của phôi đến đầu của cái đoạn mà nó bắt đầu chạy tam tác này, tức là đoạn gì năm tới thôi, chỗ này chúng ta nên chỉ bằng để bằng 2 hoặc 3 thôi. Round step, à ta nhìn thấy chỗ này nó ghi là 7 năm này và nó chỉ đến đâu, khoảng cách của hai đường này gì, thứ hai đường dây tam xanh này gì, nó là khoảng gì, nó là chiều sâu cắt thô, chiều sâu cũng mất một lần nó sấn gì đấy, đúng không? Lớn nhất thì nó bằng chiều rộng của con dao này thì nó không hết mét, à thì nó hết mét rồi đấy. Rồi thì như thông thường nó đây nó để ra khoảng 75% chiều rộng của con dao. Percent of tool width, tức là phần trăm của chiều rộng ra con dao. Nó là 75% thì tự tôi tính ra 75% của bốn bằng ba. Hoặc ở đây nếu ta muốn là step open, nếu ta kích hoạt step open thì nó cho phép là à khai báo chính xác cái giá trị mỗi một lát nó sấn vào, tức là đây này, một lần nó sấn thế này nhá, rồi lùi lên, à lần sau thì nó sấn vào bao nhiêu, đúng không? Có thể là cái lần sau nó sấn vào 100% thì cái mét sấn lần sau, mét sấn lần trước nó sát vào nhau, khoảng 75% thì nó sẽ giao vào nhau, giao vào chân chính. Có hình dung cái chỗ này này thì không thế nào? Thế còn nếu ta yêu cầu number set thế nào? Chúng ta bắt buộc cho nó là số lát sấn xuống là bao nhiêu thì tương khắc nó sẽ chia đều cái dãy này ra thì mỗi lần ăn bao nhiêu thì đấy nhiều đó, đúng không? Để chúng ta đã là percent of full width là 75%. Ở đây là back up, back up đây nó chẳng qua là khoảng rechuck,
tức là sau khi mà sấn vào cái thì nó lùi ra, tức là khi mà nó lùi ra lên ấy thì nó không để đấy nó lùi lên mà nó lại tách dao ra, tức là dịch dao ra khỏi bề mặt một tí. Như đây nhá, nó sấn vào như này, ta nhìn này, sấn vào như này nhá, nó không đứng đây lùi ra ngay mà sấn vào như này cái lùi ra khỏi. Nếu như nó không gian đúng không? Nó chưa chắc thì là nó lùi. Thế nhưng ở đây nó chỉ làm tiện cho những cái lát sau, chứ còn lát đầu tiên thì không làm được cái việc đấy. Đúng không? Và ở đây nó chỉ là làm cho lát sau. Lát đầu tiên thì anh sấn vào này bắt buộc anh phải lùi thẳng lên, hay làm sao mà anh chạy sang ngang được. Nhưng lát sau thì tức là đây là những cái đường hay là cái khoảng cách lùi dao của những lát sau. Đây khoảng cách lùi dao ngoại trừ lát đầu không lùi dao được. Còn stop to live in X và in Z này ra hình dung nó là cái gì? Dừng để lại tham gia thông tin là từ đây ta để cho tôi 0.5 cả. Retraction move. À tức là những cái đoạn mà chạy bằng vàng này này, những cái đoạn mà bằng vàng này này, những đoạn chạy ra lùi về gì, nếu ta để mặc định của nó là rapid, tức là nó sẽ chạy bằng tốc độ chạy nhanh của máy do ta cài đặt, do ta đặt trên cái phím vận hành ở trên máy. Còn nếu ta để là fit rate à thì cho chúng ta là khai báo chính xác bằng giá trị bao nhiêu đấy ở đây có thể khai báo cho đơn vị là mm trên vòng hoặc mm trên phút đấy, cái này thông thường để rapid. First plunge fit rate à, các có dịch từ này nghĩa gì không? First plunge là gì? Plunge là ăn vào, first là cái đường chạy dao vào đầu tiên thì tốc độ chạy dao bằng bao nhiêu. À thế tại sao nó lại có cái này mà ngoài ở bên ngoài này có cái tốc độ chạy dao fit rate ở đây rồi mà sao lại có first plunge fit rate để làm gì? À thế thì cái người mà người ta viết phần mềm này người ta rất là hiểu về công nghệ, bởi vì là cái nát đầu tiên ăn vào là điều kiện rất nhiều khó, rất khó, không thể chạy nhanh được đúng không? Đúng không? Nếu giả sử tôi muốn có năng suất thì S này tôi phải thiết kế thì tôi phải khai báo tăng lên tí đi, tăng lên tí, nhưng mà giả sử như là những cái lát sau mà nó mở mạnh cái rồi thì những lát sau có thể lớn được, nhưng mà lát đầu mà lớn như thế thì có thể nó phát triển qua nó khó đến tế mòn ra đúng không? Thế thì để cho nó tăng bền cho con dao đấy và nó giảm dung rồi vân vân, tăng cái độ sáng đấy, thế thì người ta có thể là nên nát đầu tiên ăn vào thì không được tốc độ chậm hơn so với những nát sau. Cái nát đầu tiên nó chưa có gì, nát đầu tiên nó sấn vào nó cắt bằng cả chiều rộng con dao đúng không, mà phát triển nó qua rất khó thì có thể chạy chậm hơn một tí đấy. Thế thì ở đây nó nhập là bằng 0.05 mm trên vòng, và nếu người ta bên ngoài chúng tôi đánh này à, nếu so với cái tốc độ ở bên ngoài là nó nhập 0.1 thì ở trong nó nhập 0.05, tức là đấy tự nó đó. B ở đây chúng ta một cái con số nó cũng là tương đối phù hợp. Đấy, còn tất nhiên là nó phù hợp với đâu thì tất nhiên là phải tùy thuộc vào ta làm cái công việc của ta làm cái cảnh gì, trên vật liệu gì, công ta của ta làm gì. Tóm lại những cái này ta đều phải tự tính toán và khai báo lại vào ta này. Nhá. Còn giả sử trong tình huống của ta quên thì những cái con số này của nó cho nó cũng là không quá bất hợp lý thì thành ra là nó cũng chạy được. Nhưng mà có những phần mềm nhé, các lập trình những cái chỗ này nó chưa cập nhật gì cả, nó toàn được không hết. Thế tí nữa người ta chỉ cần khai báo một con số nào đấy không hợp lý hoặc là quên khai báo một ô đấy là cứ ra ngoài nó cũng không chạy, đúng không? Thế này rất là khó làm việc với những cái phần mềm một kiểu như thế. Cái phần mềm này những cái ô này nó không giả sử như nó cho là quên xem là tuyết này là nó cái con người đó trong là con tự động con dao rồi nó mỗi một lần nó ăn nó sấn lên vào bằng 3/4 tự động con dao cũng là tương đối hợp lý đúng không? Khoảng hơn lùi ra bằng 10% so với chiều rộng con dao là cũng phải tốt một tí rồi. 10% đây là so với chiều rộng con dao nhé. Thế giả sử ở đây khi mà chạy dao cái à, chạy dao sấn xuống ở những cái lát sau là 0.1 thì lát đầu tôi có thể để cho nó là 0.06 hay 0.07 là tùy ta đi vết lên vòng. Tiếp, well time này là thời gian dừng khi dao chạy đến đáy rãnh. Thời gian dừng khi dao chạy đến đáy rãnh. Tại sao khi dao chạy đến đáy rãnh người ta lại có một cái ô mà cho phép ta là có thể lập trình dừng khi dao chạy đến đáy rãnh vậy?
Đấy, giả sử lên chạy đáy rãnh này, ta cứ đến đáy rãnh đấy, ta lùi lại ngay, có thể nó biến dạng ở đáy rãnh chưa sửa được hết, nó chưa biết hết được dư ở đáy, hình dung không? Thế thì người ta nên là làm trình giống như ta mà ta có điều kiện bằng tay ra làm cái máy tạo năng hay gì đấy thì ta không được sấn cái rãnh, thì đến đáy rãnh có khi là phải dừng lại tí để cho nó sửa nó vét hết biến dạng, ta sấn cái ta lùi lại ngay có khi là vật liệu biến dạng được hồi, nó chưa kịp sấn hết thì có khi lùi lại ngay coi biến dạng nó đẩy đáy rãnh cho nó sâu. Thế thì ở cái chỗ này nếu ta để năng tức là không dừng, thế nếu ta để ở second tức là dừng và thời gian tính bằng giây, giả sử tôi muốn dừng 3 giây, tức là cứ mỗi khi nào mà con dao nó chạy thấy đáy đáy cái thì tự động con dao nó lại dừng để nó thời gian khoảng 3 giây, đúng không? Thế còn nếu như trong tình huống ta để revolution này là gì? Dừng và đơn đây là số vòng quay trục chính, tức là dừng trong khi trục chính quay được bao nhiêu vòng, đúng không? Giả sử tôi để 3 thì tức là cứ khi nào nó chạy nhanh nhanh thì chuyển động tay dao dừng trong khi trục chính quay được 3 vòng, xong bắt đầu nó mới lùi lên đi. Thế còn nếu blue world à thì đây nó có hai chức năng là step và moon, step và moon. Cái chỗ này hình như đã có một cái chỗ nào đó cũng có cái này rồi, đúng không? Có điện thô thì tức là nếu như này ở những cái rãnh mà nó có quá cái này này, nếu ta để step này nó cứ chạy đến đây cái thì nó lại dịch sang nó lùi lên luôn, nó lại dịch sang nó lại chạy xuống, xong là cứ đến đạt từ sau cái nó lùi lên luôn và nó không chạy lại hay là không chạy vét theo biên dạng của cái rãnh này này, thế thành ra nó sẽ để lại từng bước một cái này đấy, nhưng mà không nên, chúng ta nên để smooth. Nhưng mà giả sử của ông ta mà là cái rãnh mà nó thẳng như này nhá, thì là step hay moon thì nó đều như nhau. Chỉ có những cái rãnh như thế này thì nó step hay moon thì nó khác nhau nhá. Rồi, như thế này chúng ta có thể chạy thử cho tôi một cái rãnh này, xong vào đây tôi sẽ nói ta tiếp là đơn giản nhất để cho tôi có cắt. Ok, xong một cái rãnh rồi. Để thử nhá. Chiều sâu rãnh này nó sâu vào cái sâu rãnh này nó sâu vào cái cắt cả thì lực cắt là nó lớn. Rồi tí nó sẽ có cái xử lý đánh đông thì nó để sẵn thẳng này, nếu đánh sâu thì nó được cắt một tí, một tí một hoặc là chia làm nhiều thì sâu một tí phải có cái chỗ đấy, không có chỗ đấy thì cứ như này đánh sâu thì không nào đấy là gì, nó cứ sẵn này, nó cứ mở sang hai bên vậy, tùy theo tao muốn mở từ phải sang trái, mở từ trái sang phải, người ta là trùng không, đó, nên cái hình dáng nào đấy nó vẽ là ra đúng hình dáng thế rồi. Đây này, bây giờ ta cứ hình dung cho tôi con dao cắt đứt này hay sấn tánh này, cái phần này nó rất nhỏ nhá, đúng không nào? Cái phần chiều rộng của con dao này nó bằng 4 thì cái phần thân này nó có phải nhỏ hơn 4 thì nó mới phát được vào này, nó rất là nhỏ, nó rất yếu, nếu ta chạy ngang này mà ta cắt lớn thì nó dễ bị vênh váo này vỡ, hoặc là vỡ sức mẻ cái mảnh rung mà yếu thì nó rung, rung thì dẫn đến cái mảnh này cứng thì càng dễ vỡ không mẻ. Và bảy cái đất này đắt tiền, đắt tiền thì bảy chị kem thì mai thì rẻ hơn. Cái này nếu như cái
trong cái màu trắng thì nó không có bóng rồi. Sâu quá. Trong mắt hết rồi nhỉ? Cái đầu này nó màu trắng. Đâu? Chạy lại cho nó. Còn để hai đen đi. Để cái này. Đâu? Không chạm, chạm như nó sẽ báo. Còn nó sẽ đỏ. À, cái đấy tôi tổ chưa biết cái đấy cái đấy bắt được cả bắt được bắt cả bắt cái chế. Cái này, nó cũng biết từ người này. Chúng ta chặt, chúng ta bỏ đây. Chúng ta dùng thứ hai là phù hào.